Chương trình thời sự hàng tuần của VNTV hôm nay lại xin được tái ngộ cùng quý khán giả. Hôm nay chúng tôi đặc biệt có một người khách, chị Lê Thị Kim Thu, là một dân oan ở Việt Nam. Và ngoài ra, anh Đỗ Như Điện hồi xưa đó là một trong những người giúp thành lập Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do và Mạng Lưới Nhân Quyền. Tôi cũng có làm việc chung với anh Điện trong hai cái công tác đó. Thì hôm nay chương trình sẽ đối với chúng tôi nó rất là đặc biệt, là bởi vì từ xưa đến giờ chúng ta chỉ theo dõi những tin tức ở Việt Nam qua những bài báo, những tin tức đài phát thanh này. Đây chúng ta có một nhân chứng này đã bị tù 3 lần. Thì hôm nay xin được hỏi chuyện chị Kim Thu để chúng ta biết diễn tiến những gì xảy ra ở Việt Nam. Vâng, trước hết tôi Đỗ Như Điện kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình, và đặc biệt chào Kim Thu tới với thành phố San Diego này và tới với đất nước tự do. Chắc là Kim Thu sẽ có rất nhiều chuyện để chia sẻ với bà con San Diego cũng như trên làn sóng phát hình của Lido Sài Gòn TV ở toàn quốc. Xin cảm ơn anh Điện, xin cảm ơn anh Giao có cho Kim Thu một cái buổi là hội luận với đài TV truyền hình tại San Diego. Cảm ơn. Thì thưa chị Kim Thu, chị có thể cho chúng tôi biết cái quá khứ của chị 28 năm qua ở Việt Nam như thế nào? Những cái nát chính. Dạ. Thưa anh Giao và thưa anh Điện, để trả lời câu hỏi của anh thì sau ngày 30 tháng 4 năm 75, ba của Kim Thu là lính Việt Nam Cộng Hòa, lính địa phương quân là lính Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó vì cái sự sau ngày 30 tháng 4 năm 75 của chế độ Cộng sản thì có một cái sự phân biệt đối xử với người lính Việt Nam Cộng Hòa, nên là ba không có chịu nổi, sau đó bỏ thành phố lên rừng, đó là nghe theo lời kêu gọi của đảng nhà nước Cộng sản Việt Nam để đi vùng kinh tế mới. Khi đi ấy, thì có trong gia đình có ba mẹ và năm anh em đến cái nơi đó là bây giờ là huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đến đó thì cái nơi đó là nơi rừng thiêng nước độc, không có trường học, không có bệnh viện, không có điện nước, tất cả cái gì cũng không. Nhưng khi lúc đi á, thì họ có hứa là họ sẽ cho 6 tháng gạo ăn. Nhưng khi đến đó họ nói là vì cái lý do là mới giải phóng ra, cái điều kiện kinh tế còn hạn hẹp, thì họ chỉ rút lại cho 3 tháng. Thì sau trong cái 3 tháng đó rồi có những người thì cố trụ ở lại được, thì họ bằng cái cuộc sống bằng ăn, phải ăn những cái lá rừng mà uống nước hố bom để sống qua ngày, rồi bỏ cái mồ hôi công sức của mình ra để tạo dựng được cái vùng đất mới gọi là quê hương thứ hai. Còn những người ở lại phải chịu bị sự áp bức của chính quyền, chẳng hạn như là những ngày lễ của họ ngày 30 tháng 4 hoặc 2 tháng 9 thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa như ba của Kim Thu cũng bị triệu tập lên xã, phải làm gì là họ bắt phải đi cuốc cỏ đó những ngày đó để gì, để họ quản lý cho nó chặt chẽ. Đó là cái sau ngày 30 tháng 4 75. Khi mà vừa hình thành xong cái mảnh đất, quý vị cứ nghĩ từ năm 1976 là đi đợt 2 theo lời kêu gọi của đảng nhà nước. Thì đến năm 1982, tháng 12 năm 82, thì họ vinh vào cái, như tại đất nhà Kim Thu, họ vinh vào cái việc là làm công trình thủy điện Trị An là công trình trọng điểm của quốc gia, buộc người dân phải chấp hành. Thì khi đó gia đình Kim Thu chấp hành, thì lúc đó là người mà là đi đầu tiên của cái công trình thủy điện Trị An, nên mọi quyền lợi thiệt thòi khi mà đi á, là không được tái định cư, không được đền bù và cũng không giao đất khác. Gia đình phải trôi nổi ở địa phương cho đến năm 1988 thì bắt đầu Kim Thu đòi lại mảnh đất này. Vì khi mà họ sử dụng công trình xong thì cái đất này á, không còn lại một rất là nhiều, nó chỉ làm những con đường thôi, thì cái đất đó vẫn trả lại cho dân Kim Thu được. Nhưng mà khi đó họ không có trả, họ lấy cái đó họ chia cho cán bộ, cho quan chức
của Đảng Cộng sản, để là những người đó là những người là đảng viên rồi đó, thì phải gọi họ bằng đảng viên Đảng Cộng sản, để chia ra những cái vùng đất này là nó sầm uất, nó nằm ở mặt tiền đường, nên là họ chia ra để làm tư hữu, tức là cá nhân họ ở rồi họ bán, họ ở xong rồi họ đem họ bán, họ có những cái khoản tiền to lớn, trong khi đó thì gia đình Kim Thu lại không có nơi ăn chỗ ở. Xin phép để tôi muốn hỏi thêm một tí, kiểu bà con nghe không nắm vững được, tôi xin nhắc lại nhé. Có phải là gia đình Kim Thu từ thành phố lên khai rừng, phá rẫy theo cái gọi là kinh tế mới, sau khi đã 6 năm phá được một miếng đất, cư ngụ ở đó, thì khi họ làm cái gọi là thủy điện Trị An đó, thì họ bắt mình rời đi, trao cái miếng đất đã khai phá đó lại cho chính quyền. Đó. Và khi họ làm xong thì cái phần đất đó mình muốn lấy lại thì không được, tức là họ dùng cái miếng đất mình đã khai phá để chia cho cán bộ, đúng không? Phải đúng như vậy không? Dạ thưa đúng. À. Dạ. Tôi xin hỏi chị Kim Thu một cái chi tiết khác nữa là trong gia đình chị có mấy anh chị em? Dạ thưa, hồi nãy Kim Thu có nói là năm anh em, tức là bốn trai mình, Kim Thu là gái, rồi ba mẹ nữa. Là khi mà đến một vùng đất mới, vùng kinh tế mới á, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, tất cả là 7 nạn nhân. Bây giờ 7 nạn nhân đó vẫn còn sống. Tức là rồi bây giờ khi mà họ lấy cái đất mình đã khai phá đó để họ chia cho những người khác, chia cho cán bộ đó, thì cái vùng đất, gia đình Kim Thu khai khẩn được bao nhiêu đất? Dạ thưa là nó ba mặt tiền đường nó khoảng là 20.000 m², tức là khoảng 2 hecta, và 20.000 m² tức là hai mẫu tây, 2 hecta. Thế rồi nó đưa đẩy làm sao mà nó bắt chị nó bỏ tù? Đến ngày 2 tây tháng 2 năm 1988 thì Kim Thu thấy là một cái việc mà quá vô lý đi, khi mà đảng và nước đưa người dân đi vùng kinh tế mới đó là đầy hứa hẹn, nhưng khi đến đó rồi bỏ sống chết mặc kệ. Có những người phải sốt rét rừng và chịu không nổi, họ phải bỏ mạng ở nơi cái rừng thiêng nước độc đó. Thì thấy một cái sự bất công, tại vì khi mà sau năm ngày 30 tháng 4 năm 75 thì Kim Thu mới có 9 tuổi à. Chính là sinh năm 1968 thì lúc đó mới 9 tuổi. Thì thấy từ cái sự bất công đó thì đòi lại cái đất của gia đình mình. Thì lúc đó họ vin vào cái cớ là làm công trình đó, và họ nói cái việc họ chia cho cán bộ đảng viên của họ là đúng. Và họ cấp thì họ có giấy, có mộc, còn mình người dân đen không có cái gì hết á. Chỉ biết là bỏ công sức, mồ hôi, nước mắt của mình ra thôi để làm. Dạ. Khi chị làm cái chuyện đó, nó có một cái tổ chức, ví dụ như nhà thờ hay là chùa hay là bất cứ cái tổ chức nào hỗ trợ chị hay không? Hay là chị làm cá nhân thôi? Dạ, thưa anh, chỉ là một cá nhân thôi. Nói chung là không có một tổ chức, không có hội đoàn nào hết á. Bởi mình thấy một cái việc mà họ nói một đường mà họ làm một nẻo, đó là Cộng sản. Thành ra là tự mình là đứng lên để mình đấu tranh là đòi công lý thôi. Đòi lúc đó ở địa phương á, thì Kim Thu chỉ năm 88 chỉ đòi, biết là mình mất đất thì mình đòi đất, mất nhà mình đòi nhà. Đó là một cái câu chuyện rất là đơn giản. Thế rồi từ cái chuyện đó làm sao nó đưa đẩy đến cái chuyện nó bắt chị vào tù? Nó đưa đẩy vào cái cơ duyên là khi mà ở địa phương nó xảy ra như vậy, đến năm 2001 thì bắt đầu Kim Thu mới bước chân lên đất Hà Thành, tháng 7 năm 2001. Thì lên đó mới thấy là không riêng một cái hoàn cảnh của gia đình mình bị oan sai, mà tất cả nước Việt Nam, nếu lúc đó thời điểm đó là 64 tỉnh thành, còn hôm nay là 63, thì thấy một cái sự bất công, quá bất mãn với một cái chế độ mà họ nói nhưng họ không thực thi, mà họ chỉ là bao che cho cấp dưới trung ương, bao che cho cấp dưới để có một cái hệ thống hàng dọc, tức là đồng lòng ăn cướp. Nên có tức là chị từ cái địa phương Đồng Nai, chị đến trung ương, tức là Sài Gòn, Hà Nội. Đường xa như vậy đó. Để mà khiếu nại với lại trung ương, tức là chính phủ trung ương đó. Thế rồi. Nhưng mà xin nói tiếp, xin kể tiếp cái chuyện đi lên trung ương như thế nào, và những cái bước kế tiếp cho bà con nghe được không? Dạ thưa được. Dạ xin thưa với hai anh là khi mà lên đến đất Hà Thành rồi, là cơ quan đầu não của trung ương, thì khi đến đó thì Kim Thu bị sụp đổ hết hy vọng, vì nơi đó họ là cơ quan, họ nhân danh là cơ quan quyền lực tối cao,
nhưng họ không hề là giải quyết cái sự bất công của ở địa phương đó, mà họ lại có sự tiếp tay. Như ngay trong văn phòng chính phủ là cái nơi tiếp đại, văn phòng tiếp dân trung ương đảng nhà nước, mà họ lại để cho bọn đầu gấu vào đó đánh dân. Thì những cái cảnh mà từ địa phương rồi đi đến trung ương, rồi từ cái cảnh mà mới cái 9 tuổi mà phải lăn lóc ở trong rừng thiêng nước độc, nói chung là thất học nữa đó. Không phải riêng bản thân Kim Thu mà tất cả những người trong cái thời điểm đó là đều như vậy. Rồi nghĩ đến là ba chỉ là lính địa phương quân và lính Việt Nam Cộng Hòa, mà trong khi đó đã ngưng tiếng súng rồi nhưng họ vẫn còn phân biệt đối xử, thì bao nhiêu cái uất ức nó dồn nén vào con người của mình, nên là quyết định là mình phải đấu tranh. Sẽ không ai đấu tranh cho mình, tự mình đấu tranh. Thế chị, như vậy tức là năm 2001 phải không ạ? Dạ. Ở Hà Nội phải không? Dạ. Thế thì khi mà chị ra vô mấy cái văn phòng của chính phủ đó, dạ, hồi nãy chị có nói là chị nhìn thấy nhiều dân oan khác cũng giống như chị. Dạ. Nhiều là vào khoảng bao nhiêu? Hàng trăm, hàng ngàn hay là... Và lúc đó họ ngoài đường, đầu đường, lê lết ở ngoài đường, ừ, giống như chị chắc có lẽ, phải không ạ? Dạ thưa anh, khi lúc đó em ra là người dân oan, như nãy Kim Thu đã nói á, là tất cả không nhận, bây giờ là 63 tỉnh thành, cái thời năm 2001 là 64 tỉnh thành, vì bây giờ nó chưa sáp nhập là Hà Đông và Hà Nội, thì nó là 64, còn bây giờ là 63. Thì khi lên đó thấy những người dân oan cả nước luôn, là không có riêng một trường hợp nào hết á, mà nó rất nhiều, họ kéo từng đoàn hàng trăm, điển hình như là Bến Tre lúc đó trên 350 người rồi. Rồi các tỉnh khác nữa, nó hàng bao nhiêu ngàn người nữa. Đó là họ cứ la lết ở cái vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Rồi cái nơi đó đó hàng ngày á là trước mặt cửa của văn phòng thủ tướng, rồi văn phòng chủ tịch nước, lúc đó là Trần Đức Lương, thủ tướng chính phủ là Phan Văn Khải, phó thủ tướng là Nguyễn Thường Trực, là Nguyễn Tấn Dũng, rồi ngay con đường đi vào ra của Bộ Chính trị hàng ngày. Thì những cái cảnh đó mà thấy không giải quyết cho được ai, và rồi tâm tình với những người dân oan, thì có những người ra trước Kim Thu thì cũng như bà Trần Thị Xanh, bà Nguyễn Thị Hôi ở Sóc Trăng, bà Xanh thì ở Quảng Ngãi. Hai người này là bà Xanh là gia đình thương binh liệt sĩ, hai người đều có công với cách mạng chế độ cộng sản. Còn bà đó là bà Xanh, còn bà Hui ở Sóc Trăng thì chị Hui này lại là có hai mẹ Việt Nam anh hùng, là hai mẹ Việt Nam anh hùng, là người có công đó. Rồi bản thân của bà ở Sóc Trăng à, bà Xanh, bà Hui, như bà Hui hai mẹ Việt Nam anh hùng, là bản thân lại là thương phế binh, rồi cũng có công, rồi chồng lại là liệt sĩ nữa, là nó một cái mà họ đã cống hiến với chế độ này quá to lớn, mà bây giờ họ bị cướp hết đất đai, họ phải ra đó họ ở gần hơn 8 năm trời. Khi mà Kim Thu biết được là hơn 8 năm trời, hai cái hoàn cảnh đặc biệt nhất mà như, không thể nào Kim Thu quên. Như vậy thì có lẽ tôi là chị Kim Thu, tôi sẽ cảm thấy là người ta là mẹ chứ anh hùng, xong người chồng là liệt sĩ, trong khi trường hợp của chị ấy, thì bố lại là ngụy quân. Hả? Thì cái cơ may mà đơn của chị được xét nhanh hơn cái người kia đã đợi 8 năm coi bộ ít hy vọng hả? Dạ chắc không bao giờ có được. Và sau đó thì cái định mệnh đưa cho Kim Thu đến là xuất phát hai người này, hầu như đến nó thuộc, nó nằm trong ký ức không quên được. Thì sau đó Kim Thu quyết định là đấu tranh. Là đấu tranh bằng cách gì? Sẽ hy sinh, lấy những cái người đó để mình làm cái nền tảng hy sinh cho cái công cuộc đấu tranh. Lúc đó thì Kim Thu nghĩ là mình phải có một cái phương tiện truyền thông. Như mà anh biết là cái khi mà vào WTO đó, dạ, thì mình được đàm phán tới 11 năm. Nhà nước Việt Nam đàm phán tới 11 năm rồi mới ký kết. Thì khi năm 2001 đến 2006 thì là mình có WTO. Thì năm 2001 thì cái phương tiện truyền thông nó không được rộng rãi, nó còn o ép. Tại vì Kim Thu đi nhiều với dân oan cọ xác á, thì
thì dễ hơn là những nhà tranh đấu dân chủ mà đi ra xin họ không có cho, họ không biết là ai. Nên khi xin như vậy là mình phải photo, mình phải bỏ tiền túi mình ra để mình photo, thì để cho họ thấy được một cái sự bất công của một cái chế độ như vậy. Đó thì là hy sinh trước chứ không. Khi mà chị quyết định sẽ tranh đấu như hồi nãy chị nói đó, chị có hỏi ý kiến mà thông báo cho bố mẹ chị, anh em trong nhà biết không? Bởi vì cái chuyện đó trước mắt nó sẽ đầy những khó khăn, tốn kém, gian khổ trước mắt, đúng không? Khi chị chọn cái quyết định nó là một cái quyết định rất khó khăn và lớn đấy nhé. Dạ thưa anh, em không hề thông báo. Bởi vì em nghĩ nếu mà bây giờ cũng không biết gia đình như thế nào. Nếu như mà có sự sắp xếp thông báo với gia đình á, thì sợ là sẽ làm cho gia đình, sẽ làm cho mình nhục chí. Đó, thành ra là quyết định là tự mình quyết định. Vì nếu mà ra tới đất Hà Thành rồi, cơ quan đầu não trung ương, mình không đứng lên đấu tranh, mình về địa phương nó ép mình cũng chết. Mình sẽ có con đường tử. Nên thôi thà là mình nghĩ là mình chết ở đó đi, nó sẽ vinh dự hơn. Hồi đó là nghĩ như vậy chứ không nghĩ đến phương tiện truyền thông. Thế thì khi nào chị bị trực diện với tụi bạo quyền? Nó có trả lời thì nó có nói, nó xét đơn gì hay là nó có một cái phản ứng gì không? Nó có cho biết là bao giờ có kết quả hay là phỏng vấn hay là tiếp xúc gì không? Dạ thưa anh, hoàn toàn là không có. Lúc đó em đã nói rồi, tức là em sẽ thấy nhiều người còn... Khi mình ở địa phương á, mình thấy là cái việc của mình oan ức bất công quá. Khi mình bước chân ra đến đất Hà Thành thì trường hợp của bà Xanh ở Quảng Ngãi, trường hợp của bà Huy là Dân Ngoan đó ở dưới Sóc Trăng, thì mình nghĩ là họ còn đau lòng hơn mình nữa. Bị ba không đi đến đâu cả, tức là đến đã, Việt Nam Cộng Hòa ra còn, đó mới biết rằng khắp nước nó như vậy, và người ta cũng đã tranh đấu ở khắp nơi tương tự như vậy. Và nhiều đúng năm như vậy, nhiều tháng mà họ phải bằng cái nghề nhặt rác để họ kiếm sống, mà nhà nước mà trước một cái cơ quan đầu não của trung ương ngay văn phòng thủ tướng mà để như vậy thì nó quá bất công đi, đâu có ai đối hoài gì tới. Cái chuyện gì xảy ra cho cái đơn khiếu nại của chị sau khi mà chị nhờ anh? Có lẽ cái chương trình chúng ta phải tạm ngừng để một cái thời gian không cho phép để một cái session kế tiếp dài dào. Vâng, thưa chương trình Thời sự hàng tuần của VNTV đến đây hết giờ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới tiếp tục.